Xin chào tất cả các em. Ở video học hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi vào phần lý thuyết và các bài tập ở trang 25, 26, 27, đề ca mét vuông và hecto mét vuông. Như các em đã biết thì ở cái phần đơn vị đo độ dài ấy thì chúng ta có học là km này. Các em có học hecto mét này. Các em học đề ca mét này. Các em học mét đúng không ạ? Đây là đơn vị đo độ dài. Và bài học hôm trước thì em thấy là cứ liên tiếp nhau thì nó hơn kém nhau 10 lần. 10 lần tức là các em thêm hoặc bớt một số 0. Nhưng mà bây giờ sang cái đơn vị đo diện tích thì chúng ta sẽ có là km vuông, các em thêm số 2 ở trên đầu. Hecto mét vuông, deca mét vuông và mét vuông. Như vậy khi mà các em thêm số 2 ở trên đầu thì nó chuyển từ đơn vị đo gì? Đo độ dài sang đơn vị đo diện tích này. Có số 2 trên đầu thì nó là đơn vị của diện tích. Và liên tiếp nhau thì không phải là hơn kém nhau 10 lần nữa. Không phải hơn kém nhau 10 lần nữa mà nó sẽ hơn kém nhau 100 lần. Tức là liên tiếp nhau thì em thêm cho cô 2 số 0. Cứ liên tiếp thì em thêm 2 số 0. Vậy từ đây sang đây thì em thêm 2 số 0, từ đây sang đây thêm 2, từ đây sang đây thêm 2. Thêm 2 số 0 nhá. Thay vì thêm 1 số 0 hoặc thay vì nhân với 10 thì chúng ta sẽ thêm 2 số 0 hoặc là chúng ta đi nhân với 100. Cụ thể này, 1 đề ca mét vuông. Đây là từ đề ca mét này sang mét vuông. Như vậy hai đơn vị liên tiếp từ trái sang phải, các em nhân với 100. Như vậy là 1 đề ca mét vuông thì các em nhân 100 thì các em thêm 2 số 0. Nó sẽ bằng là 100 mét vuông. 1 đề ca mét vuông thì bằng 100 mét vuông. 1 hecto mét vuông thì bằng bao nhiêu đề ca mét vuông? Vậy các em nhìn này. Hecto mét vuông sang đề ca mét vuông, đây là hai đơn vị liên tiếp nhau. Các em thêm một số 0 vào. Đây từ trái sang phải thêm một số 0. Như vậy 1 hecto mét vuông thì nó sẽ bằng 100 đề ca mét vuông. Đây, chúng ta lại có nhá. 1 đề ca mét vuông này thì sẽ bằng 100 mét vuông. 1 hecto mét vuông thì sẽ bằng 100 đề ca mét vuông. Thế 1 hecto mét vuông thì bằng bao nhiêu mét vuông? Từ đây sang đây này, thêm 2 số 0. Từ đây thêm đây thêm 2 số 0 nữa. Như vậy 1 hecto mét vuông, các em muốn đổi sang mét vuông, thêm 2 số 0, thêm 2 số 0. Như vậy chúng ta thêm tất cả 4 số 0. Thêm 4 số 0 vào. Như vậy thì nó sẽ bằng 10.000 mét vuông. 10.000 mét vuông. Đấy. Chú ý là trong cái đơn vị đo gì? Đo này là đo diện tích. Đo diện tích thì có số 2 ở phía bên trên đầu. Thì cứ liên tiếp nhau thì nó sẽ hơn hoặc kém nhau 100 lần. Tức là thêm 2 số 0 hoặc bớt 2 số 0. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần bài tập. Sang phần bài tập, bài số 1 yêu cầu các em đọc các số đo diện tích sau. Như vậy, bài 1. Đầu tiên là 105 đề ca mét vuông. Các em sẽ đọc phần số trước. 105. 105. Cái ký hiệu này tức là đề ca mét vuông. Đề ca mét vuông. Tiếp theo 32.600. Các em cũng đọc phần số trước. 32.000 600 đề ca mét vuông. Tiếp theo nữa, 492. Vậy các em đọc này, 492 hecto mét vuông. Hecto
mét vuông. Cuối cùng 180.350 hecto mét vuông.180.350. Hecto mét vuông. Đấy, cô sẽ đọc lại này. 180.350 hecto mét vuông. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Sang bài tập số 2, cô sẽ dùng bút chì cô làm vào sách nhé. Hoặc là cô sẽ viết bằng bút máy, viết ra đây cũng được. Bạn nào cần thì hãy dừng video giảng của cô ở đây một chút. Nếu các em dùng bút, nếu các em viết vào sách thì các em hãy dùng bút chì viết vào bên cạnh luôn. 271. Như vậy các em viết phần số trước này. 271. Đấy. Đề ca mét vuông. Như vậy đề ca mét vuông. Nhớ có số 2 ở phía bên trên. Đây là 271 đề ca mét vuông. Tiếp theo 18.954. Vậy viết phần số trước 18.000 này. 954 này. Đấy, đây là phần số 18.954 đề ca mét vuông. Đề ca mét vuông. Tiếp theo 603. Như vậy các em viết 603 này. Hecto mét vuông. 603 hecto mét vuông. Cuối cùng 34.000. 620. Vậy các em sẽ viết phần số trước 34.000 này. 620 này. Hecto mét vuông. Đây, 34.620 hecto mét vuông. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 2. Sang bài tập số 3 như sau. Các em có thể dùng bút chì nhé. 2 đề ca mét vuông sang mét vuông. Như vậy nhớ cho cô là các cái đơn vị liên tiếp nhau thì nó sẽ hơn kém nhau 100 lần. Hoặc là các em viết cho cô vào thêm 2 số 0. Từ đề ca mét vuông sang mét vuông các em thêm 2 số 0. Như vậy 2 đề ca mét vuông thì sẽ bằng 200 mét vuông, thêm 2 số 0 thì nó sẽ bằng 200. Lấy phần số thêm 2 số 0 vào. 3 đề ca mét vuông 15 mét vuông. Bài 3 này.
Thứ nhất là 2 đề ca mét vuông. Từ đề ca mét vuông sang mét vuông, các em lấy phần số, các em thêm 2 số 0 vào. Như vậy bằng 200 mét vuông. Tiếp theo là 3 đề ca mét vuông, 15 mét vuông. 3 này, đề ca mét vuông này, 15 mét vuông này. Xem thử bằng bao nhiêu mét vuông. Vậy trước tiên các em phải đổi 3 đề ca mét vuông bằng bao nhiêu mét vuông. Từ đề ca mét vuông sang mét vuông, các em thêm 2 số 0 vào. Như vậy cái này này, đổi ra mét vuông thì nó có đúng là bằng 300 mét vuông không? Đây, đề ca mét vuông sang mét vuông, các em thêm 2 số 0, rồi thêm với 15 mét vuông nữa. Như vậy 300 mét vuông thêm 15 mét vuông nữa thì kết quả chúng ta sẽ bằng 315 mét vuông. Như vậy ở đây các em điền 315 mét vuông vào. Tiếp theo 200 mét vuông bằng bao nhiêu đề ca mét vuông? Như vậy các em nhìn thấy này, 2 đề ca mét vuông thì bằng 200 mét vuông. Như vậy 200 mét vuông thì sẽ bằng 2 đề ca mét vuông. Hoặc là từ gì? Từ mét vuông sang đề ca mét vuông thì các em bỏ đi 2 số 0. Như vậy ở đây sẽ bằng 2 đề ca mét vuông. Đây là bằng 315 này. Đây là bằng 2 này. Hecto mét vuông. Từ hecto mét sang đề ca mét, các em thêm 2 số 0. Thêm 2 số 0. Như vậy thì nó sẽ bằng là 3000 đề ca mét vuông. Bằng 3000. Thêm 2 số 0 thôi. Như vậy ở đây các em điền cho cô là số 3000. Đây này, lấy cái phần số này các em thêm 2 số 0 vào thì nó sẽ bằng 3000. 1 2 3 số 0. Đấy, 30 hectomet thì nó sẽ bằng 3 người. À 30 hectomet vuông thì sẽ bằng 3000 đề ca mét vuông. 3000 chứ không phải 30000 nhá. Thêm 2 số 0. Tiếp theo, 12 hectomet vuông. 12 hectomet vuông thêm với 5 đề ca mét vuông. Xem thử bằng bao nhiêu đề ca mét vuông. Như vậy này, từ hectomet này, vuông này sang đề ca mét vuông, các em thêm 2 số 0. Lấy cái phần này thêm 2 số 0 thì nó sẽ bằng 1200 đề ca mét vuông. Cộng thêm với 5 đề ca mét vuông nữa. Như vậy thì nó sẽ bằng là 1205. Đây này, 1200 cộng với 5 thì bằng 1205 đề ca mét vuông. 1205. Như vậy đây sẽ là 1205 đề ca mét vuông. Cuối cùng 760 mét vuông. 760 mét vuông thì các em sẽ viết thành là 700 mét vuông này cộng với 60 mét vuông, đúng không? Thế từ mét vuông đổi sang đề ca mét vuông thì chúng ta sẽ đổi ngược lại từ phải sang trái thì các em bớt đi 2 số 0. Từ đây sang đây bớt 2 số 0, mà từ đây sang đây thì thêm 2 số 0. Như vậy ngược lại thì bớt đi 2 số 0. Bớt 2 số 0 như vậy nó sẽ bằng 7 đề ca mét này. 7 đề ca mét vuông và 60 mét vuông. 60 mét vuông các em giữ nguyên. Như vậy kết quả chúng ta ở đây sẽ là bằng 7 đề ca mét vuông và 60 mét vuông. Vậy chúng ta vừa hoàn thành xong được bài tập số 3A. Sau bài tập số 3B này, bạn nào cần thì đến đây hãy dừng video giảng của cô ở đây một chút nhé.
Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm. Từ mét vuông sang đề ca mét vuông, từ đây sang đây này, thêm 2 số 0. Vậy ngược lại, từ mét vuông sang đề ca mét vuông, kem bỏ đi 2 số 0. Bỏ đi 2 số 0 bản chất là chia 100. Như vậy kem lấy phân số chia 100, tức là phần 100. Như vậy đây sẽ bằng 1 phần 100. Từ mét vuông sang đề ca mét vuông, kem chia cho 100. Như vậy lấy phân số này, chia cho 100 thì nó sẽ bằng 3%. 3%, đây sẽ bằng 27%. Đấy, 27%. Lấy phần số kem chia cho 100. Rồi, tiếp tục. Đây là từ mét vuông sang đề ca mét vuông, kem chia 100 nhé. Từ đề ca mét vuông sang hecto mét vuông này. Đề ca mét vuông sang hecto mét vuông, kem bỏ đi 2 số 0. Từ đây sang đây thêm 2 số 0, tức là nhân với 100. Vậy từ đây sang đây theo chiều ngược lại thì chúng ta đi chia 100. Như vậy thì đây sẽ bằng 1%. 1%. Lấy phần số này chia cho 100, 8%. 15%. Đấy. Cuối cùng sang bài tập số 4 nào. Viết các số đo sau dưới dạng số đo các đơn vị đề ca mét vuông theo mẫu. Như vậy chúng ta chuyển các cái đơn vị đã cho này về đơn vị là đề ca mét vuông. Cái đầu tiên này người ta đã đổi rồi, đúng không ạ? Đưa về đề ca mét rồi, cái đầu tiên này người ta đưa rồi. Còn hai cái này. Cái đầu tiên, bài tập số 4, ý A người ta đã làm rồi. Bây giờ sang ý này. Cô có 16 đề ca mét vuông với lại thêm 91 mét vuông. Như vậy, cái phần đề ca mét vuông thì em giữ nguyên. Đây nó sẽ bằng 16 đề ca mét vuông, người ta giữ nguyên này. Vì đổi về đơn vị là đề ca mét vuông nên cái này đã là đề ca mét vuông rồi, giữ nguyên. Còn từ mét vuông sang đề ca mét vuông, từ mét vuông sang đề ca mét vuông thì các em chia cho 100, đúng không? Chia 100. Như vậy các em lấy phần số là 91 này, các em chia cho 100. Đấy, đây là mét vuông đổi ra đề ca mét vuông, các em chia 100 như vậy. Viết đơn vị là đề ca mét vuông. Vậy chuyển về hỗn số thì ta sẽ viết phần số trước này. Phần phân số viết ngay phía sau này. Ghi đơn vị vào. Đề ca mét vuông số 2 trên đầu nhé. Đấy, đây là đề ca mét vuông có số 2 trên đầu đấy các em nhé. Như vậy, sau khi chuyển xong thì chúng ta sẽ được là 16,91% đề ca mét vuông. Hoàn toàn tương tự. 32 đề ca mét vuông thêm 5 mét vuông nữa thì cái này đã là đề ca mét vuông rồi, các em giữ nguyên. 5 mét vuông, đây đang là mét vuông, muốn đổi từ mét vuông sang đề ca mét vuông, các em chia cho 100 và đổi ghi đơn vị là đề ca mét vuông vào. Thay vì viết mét vuông thì chúng ta sẽ chuyển thành đề ca mét vuông. Chuyển về hỗn số thì các em viết phần số nguyên trước này, tiếp sau đó là phần phân số 5/100, rồi các em viết đề ca mét vuông. Đây,
Như vậy là chúng ta đã chuyển xong được, làm xong được toàn bộ các cái bài tập ở trong sách giáo khoa trang 25, 26, 27, sách giáo khoa toán lớp 5. Cảm ơn tất cả các em đã dành thời gian theo dõi video bài giảng của cô. Để ủng hộ cô thì các em hãy like video bài giảng, chia sẻ video cho các bạn các em cùng xem. Và đặc biệt các em hãy nhấn nút đăng ký kênh để chúng ta sẽ là những người đầu tiên xem các video mới khi có bài lên nhé. Hẹn gặp lại tất cả các em ở các video học tiếp theo.